Hello, xin mến chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Long đến từ Long Phát. Thì như đã hứa trong video hôm trước, mình review cái con loa JBL Anchor Essential. Thì mình có nói là mọi người hãy follow đi để mình giới thiệu cho mọi người những cái dòng micro sử dụng cho chiếc loa này. Thì hôm nay mình đem đến đây ba mẫu micro có ba mức giá khác nhau cũng như là có những tính năng khác nhau để giới thiệu đến cho mọi người. Và đầu tiên đó chính là chiếc micro Mark 36. Thì chiếc micro này nó là một cái bộ micro đa năng, có một mic và một cái đầu thu. Thì cái bộ micro Mark 36 này nó còn có một cái đàn anh, đó chính là Mark 56. Thì Mark 56 nó sẽ là hai micro hai mọi người. Mark 36 thì nó có công nghệ gì? Cái nhất, nó cho phép chúng ta có thể sạc lại những viên pin để chúng ta có thể sử dụng nhiều lần. Viên pin này có dung lượng cao thì nó sẽ cho chúng ta trải nghiệm được tầm khoảng từ 5 đến 6 tiếng. Cái bộ micro này thì có mức giá cực kỳ là rẻ luôn. Mọi người có thể truy cập vào website điện tử lâm phát .com để cập nhật mức giá ha. Và tiếp theo đó chính là bộ micro MTK với cái mã là MTK1A+. Thì đây là cái bản nâng cấp của micro MTK1A. Nó là một cái bộ micro đa năng, đúng nghĩa là đa năng luôn ha mọi người. Nó có thể chỉnh được echo, chỉnh được bass, shape, điều chỉnh được cả volume của micro. Một bộ nó sẽ gồm hai micro và một cái đầu thu. Và bộ micro thứ ba đến từ nhà Agnos thôi mọi người, Agnos Sonka Media. Đây là một cái thương hiệu chính hãng của Việt Nam mình ha. Và bộ micro này đã được Lâm Phát giới thiệu cũng như là phân phối rất là nhiều trên thị trường rồi. Hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu đến cho mọi người để kết hợp với lại chiếc loa JBL Anchor Essential. Cái bộ micro này thì chúng ta ngoài cái việc sử dụng cho chiếc loa này thì chúng ta có thể sử dụng cho cả xe hơi hoặc là những dòng loa Bluetooth. Nó không cần phải có cổng mic mà nó chỉ cần có cổng jack 3.5 là chúng ta có thể kết hợp cũng như là sử dụng được rồi. Và cách kết nối thì tí xíu mình sẽ kết nối và hướng dẫn luôn cho mọi người nha. Cái bộ micro này nó rất là hay ha mọi người. Nó có tích hợp cái tính năng chống hú nè, cái nhất. Cái thứ hai nữa là nó có điều chỉnh cả nhạc, điều chỉnh cả bass shape của micro. Và đặc biệt nó có cả echo và reverb luôn. Nó sẽ giúp cho chúng ta canh chỉnh cái tiếng hát cũng như là tạo một cái hiệu ứng vang mượt mà. Và bây giờ mình sẽ kết nối lần lượt ba chiếc micro vào trong cái chiếc loa Anchor Essential để test cho mọi người nghe cái chất lượng âm thanh của nó nhé. Thì ở phía sau của chiếc loa JBL Anchor Essential của chúng ta thì nó sẽ có một cái cổng micro như thế này. Đây mình sẽ quay gần cho mọi người xem ha. Đây. Đó, ở phía sau thì nó sẽ có một cổng micro như thế này. Thì khi chúng ta cắm micro vào thì chúng ta sẽ điều chỉnh lớn nhỏ ở vị trí này ha. Đầu tiên thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái bộ micro này cận cảnh hơn. Đây, đây là cái bộ micro Mark 36 ha. Đó, thì ở bên trong nó sẽ có những gì? Nó sẽ trang bị cho chúng ta một sách hướng dẫn ha. Cái này là cái đầu thu ha mọi người. Chúng ta cắm vào loa. Rồi ở trong đây nó sẽ trang bị cho chúng ta những sợi dây sạc. Không thể thiếu. Đó, một cái bông lọc, một cái chống lăng micro đấy, và nhân vật chính của chúng ta là cái chiếc micro. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái này vào trong cái loa và bật nguồn lên là chúng ta có thể hát được ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mọi người đã nghe cái hiệu ứng cũng như là cái tiếng vang của cái chiếc loa phát ra ha. Đây, ly 1256. Thì cái chiếc mic có độ hút cao nên chúng ta sẽ giảm một tí xíu âm lượng lại ha. Rồi, cái phần hiệu ứng vang thì effect karaoke hiện tại là em đang để ở cái mức cao nhất ha mọi người. Đây, mọi người đang nghe lực 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Đó, mọi người đang nghe được cái tiếng vang của cái chiếc micro Mark 36 kết hợp với lại chiếc loa Anchor Essential. Và đây, mình sẽ quay cận cảnh lại cho mọi người cùng xem. Chiếc micro MTK1A+ nè. Đó, thì hai micro và một cái đầu thu. Rồi, bên trong thì cũng sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có trang bị nè. Hai cái chiếc micro, hai cái chống lăng, hai cái bông lọc mic và hai bộ pin, một cái đầu thu ở đây. Và ngoài ra nó sẽ trang bị cho chúng ta thêm một cái jack nhỏ này để sử dụng cho những chiếc loa có cổng 3.5 nhỏ ở hoặc là những chiếc sao kẹt á. Sao kẹt thì nó thường sử dụng 3.5 ha.
lên 1 2 3 4 5 6 alo 1 2 3 4 5 6 đấy, mọi người nghe không? Lực 1 2 3 4. Ở trên cái micro này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được âm lượng nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ điều chỉnh được chép nè. Thì chép lên cao thì tiếng nó sẽ sáng nhưng mà nó sẽ dễ bị hú ha mọi người. 5 6 liền 1 2 3 4 5 6. Đó. Rồi điều chỉnh bass ở dưới này, ở âm lượng bass thì nó sẽ cho tiếng của chúng ta dày hơn, ấm hơn ha. Ngoài ra nó chỉnh echo ở đây thì echo nó sẽ có 5 mức. Hiện tại là đang mức 0. Nó chỉ có reverb của cái chiếc loa Anchor Essential thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cái nhạy của chiếc micro lên ha. Đây. Lực. Em sẽ tăng lên đến mức số 5 ha. Thường thì em để mức số 5 cho nó dễ hát. Lực 1 2 đó. Mọi người nghe nè. Lực 1 2 3 4 5 6. Lực 1 2 3 4 5 6. Đấy, mọi người nghe cực kỳ quyền luôn. Ở tăng tăng thêm được cái phần tiếng nhạy. Những anh chị nào mà thích hát bolero mà cần cái tiếng nhạy nhiều á thì nên mua cái bộ mic VTK1A này. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái bộ MI30 này. Bây giờ mình cũng sẽ quay cận cảnh để cho mọi người cùng xem trong bộ nó có những gì nha. Đây, bộ micro MI của chúng ta. Cái này người ta gọi là bộ vang số chỉnh tay ha mọi người. Và hai bộ micro ở đây, hai bộ micro. Và hôm qua trong lúc mình giới thiệu đến mọi người cái bộ MI30 thì cái chiếc loa Essential của chúng ta nó hết pin. Thì hôm nay tiếp tục cái video mình sẽ lại giới thiệu cho mọi người cái bộ MI30. Và mọi người đang nghe được cái hiệu ứng vang trên cái bộ MI30. Thì trên cái bộ MI30 này nó sẽ cho chúng ta chỉnh được echo và chỉnh được reverb. Có rất là nhiều cái nút chỉnh ở trên đây luôn ha. Nó chỉnh được cả delay, repeat. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái reverb của nó rất là ướt át nha mọi người. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó là cái bộ MI30 mà mình muốn giới thiệu đến mọi người. Và nó sẽ là hai micro ha mọi người. Mình đang cầm một cái và còn một cái ở trong hộp. Và vừa rồi thì mình vừa giới thiệu đến cho mọi người ba mẫu micro để dùng cho chiếc loa Essential. Thì cá nhân của mình thấy chiếc micro MTK1A nó có nhiều lợi thế cũng như là những ưu điểm phù hợp với lại chiếc loa Essential hơn. Đối với cá nhân mình thôi nha. Còn đối với lại các bạn cũng như là tất cả các anh chị thì như thế nào? Mọi người có thể để lại comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là không bỏ sót những video tiếp theo nhé. Xin chào.